Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Duyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để giúp cho các bạn săn chắc cái phần cơ da mặt cũng như là làm cho cái da của các bạn nó trở nên là săn chắc. Nó sẽ giảm thiểu những cái nếp nhăn, ví dụ như là nhăn ở cái phần râu rồng này hoặc là da của các bạn bị đổ xuống như này. Và thậm chí là vậy, nếu như mà cái cơ mặt của bạn không được săn chắc á, thì cái phần má này nè nó sẽ bị đổ và bạn sờ lên da thì cái nền da của bạn nó lỏng lẻo, nó không có được cứng, nó không có được săn chắc á. Vậy thì trong cái video này á, Duy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà giúp cho các bạn massage tại nhà. Nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn kết hợp với các phương pháp tại spa nữa thì nó sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như là với các phương pháp tại spa mà Duyên biết hiện nay á, là ví dụ như là nâng cơ hay phu, phương pháp này á, thì nó cũng tương đối hiệu quả nhưng mà giá của nó rất là cao. Và phương pháp thứ hai đó là khi mà da của các bạn nó bị trùng đổ dư nhiều quá thì lúc này á, có thể là các bác sĩ thẩm mỹ á, họ sẽ hướng dẫn cho các bạn nó sẽ kéo kéo giãn cái da ra ha, giống như là họ sẽ cắt một đường như thế này, sau đó là gì, họ sẽ kéo cái phần da này, họ may lại cái phần da ở bên này thì nó làm cho cái da của bạn săn chắc. Nhưng mà nó có một cách, đó là cách massage mặt tại nhà. Thì nếu như á, các bạn siêng năng chút xíu thôi thì những cái phương pháp như là nâng cơ bằng hai phu hoặc là căng da mặt hoặc là cấy chỉ á, thì có thể nó sẽ không cần thiết nếu như mà lứa tuổi của các bạn dưới 50. Và Duyên năm nay là Duyên 44 tuổi, và cái phương pháp mà massage mặt mỗi buổi tối trước khi mà đi ngủ sau bước làm sạch da thì Duyên vẫn thực hiện. Ở thì Duyên thấy có một cái hiệu quả rất là rõ rệt ở cái phương pháp này, đó là gì? Đầu tiên là cái mắt của Duyên bị bập cái mí á. Ngày xưa là khi mà Duyên nhờ một số bạn trang điểm đi event thì các bạn nó có nói rằng là cái mí mắt của chị nó bị bập á, với lại cái phần này nè gọi là nó bị đổ á, nó không có cái sự đàn hồi nữa, cho nên lúc này các bạn nó trang điểm cái phần phấn mắt này nè, Duyên cảm giác như là cái da mắt nó trùng. Nhưng mà từ ngày mà Duyên thực hiện những cái động tác massage mỗi buổi tối thì Duyên thấy cái phần này nè, nó không còn cái da nhão ở phần này nè, Duyên thấy cái phần này da của Duyên nó săn chắc hẳn luôn. Và nó có một cái điều rất là đặc biệt, Duyên có chăm sóc tại spa nữa nhưng mà từ khi Duyên thực hiện các bài massage tại nhà thì đi tiếp khách hàng, đặc biệt là tới spa thì nhiều khách hàng ta nói là sao mà chị thấy em không có già đi. Và Duyên nghĩ rằng là cái massage nó thực sự nó mang lại cái hiệu quả cho Duyên á, nên là Duyên làm một chuỗi video hướng dẫn cho chị em mình những cái cách để chị em mình có thể massage tại nhà, mình tranh thủ khoảng 50 phút vào buổi tối á, sau khi mà chị em đi làm về tẩy trang rửa mặt rồi chị em hãy khoan hãy dưỡng da ban đêm, chị em hãy massage cho Duyên bằng các cái loại tinh dầu. Thì chị em có thể mua những cái loại tinh dầu ở siêu thị cũng được, nhưng mà phải mua tinh dầu loại tốt nhất, vì dành cho da mặt là mình phải dành những cái loại tốt nhất. Thứ nhất nó mang lại hiệu quả, thứ hai là nó không có bị kích ứng cho da, cho nên là về tinh dầu mà để massage da mặt thì chị em đừng có tiếc tiền, mua loại tốt nhất cho Duyên. Duyên thì hay sử dụng cái loại tinh dầu bơ ha, đây là cái loại tinh dầu bơ. Duyên ở Tây Nguyên cho nên những cái dạng tinh dầu bơ mà được chiết xuất thủ công á, thì Duyên có thể mua được ở cái loại này, thì Duyên hay dùng cái loại này. Và ngoài ra thì dầu mắc ca và dầu ô liu thì Duyên cũng hay sử dụng để đan xen với nhau. Dầu dừa Duyên cũng có, nhưng mà nó có một cái là khi mà Duyên chiết xuất cái dầu dừa để một thời gian thì nó hôi hôi nên Duyên không có thích. Mà Duyên thích dầu mắc ca với lại dầu bơ. Hai cái loại dầu này nó cũng tương đối đắt đỏ nè. Nó nhưng mà Duyên sử dụng hai loại dầu này, Duyên thấy là nó sẽ hấp thu vào cái lớp thượng bì của Duyên đó, nó tốt hơn. Một cái bài ngày hôm nay thì Duyên sẽ hướng dẫn một cái bài tổng tổng thể nha, tức là từ ở trán nè cho tới cái phần này là săn chắc ở cái phần mí trên nè, và giảm cái bọng mắt ở phần mí dưới nè, rồi giảm cái nếp nhăn ở cái phần râu rồng này. Những cái động tác này á, về cơ bản á, là những cái nếp nhăn nó giảm rồi, nhưng mà sau một thời gian bạn làm đều đặn, bạn làm đúng động tác ha, thì cái cơ mặt của bạn bạn nhìn trong nó trẻ ra rất là rõ rệt. Bạn quan sát Duyên bạn cũng thấy đó, khi mà Duyên ở cái tuổi 44 mà so với cái hình ảnh trước đây thì Duyên thấy bây giờ Duyên thấy nó trẻ hơn so với những cái năm trước. Giờ hôm nay thì Duyên sẽ hướng dẫn cho các bạn tổng thể, rồi sau đó những video sau Duyên sẽ hướng dẫn từng cái chi tiết một. Ví dụ như có những video thì Duyên sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái động tác để giúp cho các bạn nâng cái cung mày này lên nè, để cho cái mí mắt của bạn nó rõ hơn, tức là cung mày của bạn nó được nâng lên. Còn nếu như mà bạn không tác động gì cả thì cái phần mí này nó sẽ bụp xuống thời gian đó. Còn nếu như bạn làm đều á thì cái mí này nó sẽ rõ hơn và cái phần da này á, nó sẽ săn chắc hơn, nó không có còn lủng nhủng nữa ha. Rồi nhờ có một vài cái bài thì Duyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách khắc phục cái râu rồng hoặc là nọng cầm. Nọng cầm thì thường là nó có mở này, ở một vài cái động tác này, và ngay cả những cái nếp nhăn ở phần cổ thì Duyên cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn một chuỗi video về liên quan đến massage để giúp cho nâng cơ săn chắc da mặt của mình. Và khẳng định một lần nữa là đây là những cái phương pháp mà Duyên đang thực hiện, đã thực hiện có kết quả và hiện tại Duyên tiếp tục những thực hiện.
Mặc dù là các bạn theo dõi trên kênh của Duyên, các bạn cũng thấy rằng là Duyên bên Duyên là một cái cơ sở spa cũng có rất là nhiều công nghệ cao xịn sò. Duyên cũng có làm những cái công nghệ cao và những công nghệ cao đó nó cũng mang lại hiệu quả nhanh, nhưng về mặt lâu dài thì chúng ta phải duy trì. Còn đây là những cái phương pháp làm đẹp không tốn kém, chỉ chúng ta chỉ bỏ một chút thời gian công sức ra để chúng ta làm thôi. Nhưng với cái phương pháp này, thứ nhất đỡ tốn kém mà an toàn tuyệt đối cho cái sức khỏe của chúng ta. Thì bây giờ hôm nay thì Duyên sẽ dùng cái tinh dầu bơ. Lưu ý nha, trước khi massage các bạn phải làm sạch cho Duyên nè, da mặt được làm sạch rồi, da tay cũng được làm sạch nha mọi người, và để nó ráo tự nhiên rồi sau đó các bạn mới thực hiện massage nha. Đó, Duyên lấy cái tinh dầu ra nè, tinh dầu bơ này mọi người. Mọi người biết không, tinh dầu bơ cái mùi của nó gắt 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 á, nhưng mà tinh dầu bơ các bạn massage nó cũng giúp cho cái da của các bạn nó cũng được sáng lên á. Đó, và khi mà Duyên cho vô ở trong lòng bàn tay thì Duyên sẽ làm cho cái tay của mình ấm lên. Đó, làm ấm lên để cho cái tinh dầu của chúng ta nó sẽ lỏng ra và nó cũng ấm lên theo, và khi đó nó sẽ dễ dàng, nó sẽ thẩm thấu vào da hơn nha. Đó, rồi sau đó Duyên sẽ dàn tinh dầu. Đây là cái phương pháp mà Duyên dàn tinh dầu ở trên da mặt của mình xuống phần cổ luôn nha. Đấy, đầu tiên là mình sẽ dàn tinh dầu, và bây giờ mình sẽ đi vào động tác massage. Đó, Duyên sẽ hút từ đây, hút ra. Duyên vừa làm Duyên vừa thích mình để các bạn hiểu rõ hơn nha. Nguyên tắc của các cái động tác massage nó sẽ, bạn sẽ kéo từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên ha. Đó, nguyên tắc của các động tác massage. Và những cái nếp nhăn, ví dụ như bạn bị nếp nhăn đau lòng này thì bạn có thể kéo lên như thế này để nó làm căng những nếp nhăn đó ra, hoặc là bạn bị bật mắt thì bạn có thể là dùng các cái động tác để kéo căng cái phần này ra nha. Duyên sẽ nói về cái nguyên tắc để nó mang lại cái hiệu quả cho bạn. Rồi bây giờ Duyên sẽ làm trên da của mình đây, các bạn có thể làm theo. Động tác này nó sẽ làm cho nâng cơ mặt, nâng cơ má, giảm cái phần đau lòng, kích thích dưới da máu lưu thông này, nó làm cho cái nền da của mình đó, nó được trẻ hóa hơn, nó được nâng cơ hơn. Bạn có thể làm 10 đến 20 lần ha, tùy theo làm bên nào đó, nó xong bên đó thì bạn chỉ nha. Nghiêng hẳn vào đây. Có thể là với các bạn mới làm á, tay của các bạn còn cứng á, thì các bạn yên tâm đi, các bạn làm khoảng tầm 3-4 ngày thôi là các bạn thấy tay mình nó dẻo ra á. Cho nên đừng có lo ha, ban đầu làm nó sẽ hơi khó. Với cái động tác này thì Duyên sẽ xử lý cái phần nếp nhăn ở phần này và làm cho cái cơ da mặt của Duyên nó sẽ săn lên. Duyên thường làm khoảng 20 lần đến 25 lần, lặp lại mỗi bên. Sau đó là Duyên sẽ chuyển. Các bạn nhớ nha, bên mỗi bên mà các bạn làm bao nhiêu lần thì bên còn lại các bạn cũng sẽ làm tương ứng, không thì nó sẽ bị lệch mặt đấy. Bạn cứ xiên như Duyên đây nè, Duyên nghĩ là đỡ tiền đi spa dữ lắm á. Nhiều khi chia sẻ như thế này á, nhiều chủ spa mà họ không bán được công nghệ nâng cơ, có khi là họ được chửi Duyên á. Nhưng mà các bạn biết không, với cái phương pháp mà làm đẹp tại spa thì nó sẽ hiệu quả nhanh. Ví dụ như bạn làm á, sau 1 tháng là bạn đã thấy đối với cái phương pháp mà nâng cơ sử dụng sóng siêu âm hồi tụ, 1 tháng là bạn thấy hiệu quả rồi. Nhưng mà đối với phương pháp này bạn phải làm vài tháng cảm thấy nó hiệu quả và bạn phải bỏ công sức ra, còn cái kia thì bạn chỉ có làm 1 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên cái gì nó không có giá của nó hết á. Nhưng mà Duyên thấy những cái phương pháp tự nhiên như này thì nó sẽ đẹp bền vững hơn, nó giống như là mình thể dục cho da mặt vậy đó. Đó, không rồi là hồi nãy giờ là Duyên đang xử lý cái phần này ha. Nếu như mà bạn bị cái bọng mắt thì bạn có thể sử dụng cho Duyên này 2 cái ngón tay này, 1 ngón tay áp út và ngón tay giữa đây. Đó, các bạn sẽ mút ra như thế này nha, mút ra như thế này đó, để nó đưa những cái cặn bã đi ra bên cái hệ bạch huyết ở phần thái dương á. Các bạn cũng làm tương tự như vậy 15 đến 20 lần cho Duyên ha. Ở spa của Duyên á, Duyên có mấy chi nhánh lần á, nhưng mà mình cũng 1 tuần Duyên cũng cho nhân viên nó chăm sóc, có massage da mặt 1 tuần, mà massage 1 lần các bạn massage đâu đó là 5 đến 7 phút á.
nhưng mà nó cũng không ăn thua bằng cái việc là chúng ta phải làm mỗi ngày. Đấy, đây là nó xử lý cái nếp nhăn ở phần mí mắt dưới này, vòng mắt, mí mắt dưới này. Bây giờ là cái phần bụng mắt này cũng như là cái phần da ở bên trên này nè. Duyên ngày xưa các bạn biết không, cái phần này Duyên ghét nhất luôn á. Mỗi lần mà bé trang điểm, nó trang điểm cho Duyên á, nó đánh cái phần mí, cái phần phấn phấn mắt này nè, là cái da của Duyên cứ nó dùng dùng này nè. Nhưng bây giờ nó không bị nữa nè, bây giờ nó rất là săn săn ở phần này nè. Đó, đây là cách mà Duyên massage này để giúp cho hai mí của Duyên nó rõ hơn nè. Các bạn nhớ nha, lực mà mạnh quá thì nó sẽ làm chảy xệ cơ, mà lực yếu quá thì nó sẽ không đủ để nó kích thích các cái mạch máu dưới da nó lưu thông. Cho nên mình phải sử dụng một cái lực vừa phải, nhẹ nhưng mà nó lại có lực, nó lại đồng tay. Đó, bây giờ nè, đầu tiên nó là Duyên vuốt như này đúng không, vuốt như này đúng không, để chưa. Rồi bây giờ là Duyên sẽ vuốt lên, vuốt lên như này. Nó có nhiều động tác lắm nha, mọi người nhớ theo dõi để học những cái động tác nó sang mặt nha. Rồi, bây giờ sẽ quay mắt bên này. Bây giờ là vùng mắt Duyên làm hai động tác như vậy. Đấy, vậy là xong vùng mắt nè. Đó, bây giờ thì Duyên sẽ muốn cái phần này nè, Duyên sẽ tập trung muốn phần này vì Duyên ngày xưa là bị cái nếp nhăn ở cái phần này rất là đậm luôn. Đó, đây là nếp nhăn ở bên trái nha mọi người nha. Đó, mọi người dùng ba ngón tay. Mọi người nhìn cái biểu hiện trên da mà da của các bạn nó hồng lên là được nha. Khi mà làm da cho khách, Duyên cũng hay nhìn cái biểu hiện ở trên bề mặt da. Ví dụ như mình làm trẻ hóa với ánh sáng có nhiệt năng thì mình sẽ nhìn cái biểu hiện trên làn da của khách đó, để mình điều tiết đó. Đây là nếp nhăn ở bên trán nè, mọi người làm đi. Với những ai mà nếp nhăn nhiều ở cái phần này này nha, đó thì mọi người vuốt như này cho Duyên. Phần trán thì vuốt lên. Những ai mà nếp nhăn ngang á, đây nếp nhăn ngang thì các chị sẽ vuốt lên cho Duyên nha. Vì mà nhiều khi mình cứ mình câu mày như này.